Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc, thương hiệu Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là mẫu bơm hút chân không công nghệ Nhật Bản, được lắp với động cơ công nghệ Úc độc quyền của chúng tôi. Bơm chân không dùng để giảm hoặc lấy đi lượng oxy trong một phòng hoặc một dây chuyền sản xuất. Sản phẩm này được dùng nhiều trong các nhà máy như chế biến vật liệu xây dựng hoặc để hút các khí dưới lòng đất. Ngoài ra còn được dùng trong hút bụi trong sản xuất vải vóc, dùng cho dây chuyền làm bia hoặc các nhà máy sơn tĩnh điện. Sau đây là bơm chân không vòng nước. Công suất của motor là 22 kW, 30 ngựa. Tốc độ motor lock vào đầu bơm là 1470 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ IP55, cấp chỉnh nhiệt là F. Chế độ hoạt động liên tục F1. Ampere định mức khi đầu sao là 24,7 ampere, khi đầu tam giác là 42,9 ampere. Và sau đây là tem của đầu bơm. Ký hiệu bơm chân không 22 kW là SW500. Lưu lượng khí cao nhất là 7.000 lít trên 1 phút. Áp suất hút lớn nhất là 9,6 PA hay còn gọi là âm 735 mm thủy ngân. Lưu lượng nước làm mát là 60 lít trên 1 phút. Đường kính của đầu hút phù hợp là 80 mm. Mỗi đầu bơm có một khớp nối đi kèm để lắp vào trục của động cơ. Đầu bơm và động cơ được lắp cố định thông qua trên bể bơm và được truyền động thông qua khớp nối này. Quý khách lưu ý bể cấp nước cho bơm phải là nước sạch để chống rỉ cánh bơm và chống bị mài mòn. Đầu bơm có một cửa hút ở phía khớp nối. Cửa hút này được nối với bình trung gian. Bình trung gian này được nối với buồng cần hút chân không. Bình trung gian này có tác dụng tích nước và giữ đất cát được hút ra từ buồng hút để tránh đất cát vào buồng bơm gây tắc van một chiều.